Bạn muốn khám phá biệt danh vùng đất thiêng thì hãy đến Quảng Trị liền nhé. Quảng Trị có gì chơi? Cầu Hiền Lương, sông bến hải, điểm đến mang ý nghĩa lịch sử thiêng liêng. Wow! Thánh địa La Vang, chốn linh thiêng, cầu được ước thấy. Và thác Ồ Ồ, địa điểm du lịch sống ảo thỏa thích nữa nhé. Quảng Trị có đặc sản gì? Bánh đúc rau câu rong biển, hương vị thơm ngon bổ dưỡng. Thịt trâu lá trơn, đặc sản dân dã nức tiếng gần xa. Wow! Và thưởng thức bánh khoái ăn là nghiền nữa nhé. Quảng Trị có gì độc lạ không? Muốn độc lạ thì bạn hãy đến tham quan ngôi nhà đặc biệt được dựng lên từ 300 quả bom. Khám phá ngôi làng nói tiếng đặc biệt Tây, không hiểu ta không dành. Wow! Và thưởng thức món đặc biệt hàu vua Cồn Cỏ nữa nhé. Các bạn biết tỉnh nào có nhiều bom mìn nhất Việt Nam thì hãy bình luận cho mọi người cùng biết nhé.